Thúy Nga tiết lộ tình trạng Phùng Ngọc Huy tại Mỹ. Mới đây, Thúy Nga tiết lộ đã vô tình gặp Phùng Ngọc Huy, bạn trai cũ của cố diễn viên Mai Phương, tại một cửa hàng cắt tóc của một người bạn. Khi vừa gặp đàn em, Thúy Nga liền mở lời trêu chọc. Tụi em đang đi từ thiện thì ghé tiệm Andy để có chút chuyện riêng tư thì đang gặp Phùng Ngọc Huy cắt tóc ở đây. Lúc nãy chị vào không có để ý em, cuối cùng chị phát hiện em đến đây là vì Andy. Giới tính đã được công bố phải không? Nam ca sĩ liền đáp. Giới tính em là rất linh hoạt, nhìn biểu cảm vui vẻ tươi tắn của Phùng Ngọc Huy, có thể thấy nam ca sĩ đã lấy lại được trạng thái cân bằng sau gần một năm Mai Phương qua đời. Được biết, ngay sau khi diễn viên Mai Phương qua đời vào hồi tháng 3 năm 2020, bạn bè và người thân cho biết Ngọc Huy đã vô cùng suy sụp. Sau khi xong xuôi tang lễ cho Mai Phương, Phùng Ngọc Huy thông báo đã được thừa nhận quyền nuôi dưỡng và chăm sóc con gái chung của cả hai là bé La Vi. Vì không thể về Việt Nam, anh gửi bé cho hai cô bảo mẫu cùng ông bà nội chăm sóc. Đợi khi tình hình ổn định sẽ lập tức đón con gái sang Mỹ. Ca sĩ Phùng Ngọc Huy từng chia sẻ, Huy vẫn nói chuyện với La Vi mỗi ngày. Xa con trong lúc này là điều rất khó với Huy, nhưng cũng yên tâm là con vẫn đang được chăm sóc tốt bởi hai cô Mi, hai cô bảo mẫu song sinh chăm bé từ nhỏ, cộng thêm sự theo sát của bạn bè thân. Chúng tôi cùng lo cho bé, xin để cho Phương an nghỉ và cho La Vi có được một cuộc sống bình yên. Một lần nữa, Huy xin cảm ơn rất nhiều, mong mọi người luôn bình an.